Rồi, xin chào anh em nha. Thì cũng lâu lắm rồi không có bánh lốp Volvo. Thì hôm nay có con Volvo 55, bánh lốp Volvo 55 này. Thì cũng mới dọn dẹp xong rồi. Quay anh em luôn. Bây giờ nó đang có cái đài phát thanh, nó có cái tiếng ồn quá. Chắc nói hơi nhỏ xíu. Rồi đây là con bánh lốp Volvo 55 nha. Con này như đời 2 lấy 3 sao á, 2 lấy 2, 2 lấy 3 gì á, mình cũng không rõ lắm. Xe này xe của anh em luôn, không phải xe của mình nha. Nói anh em nào mà cần thì cứ số điện thoại trên màn hình cứ gọi alo thì mình kết nối với chính chủ luôn để cho làm việc nha. Gạo thì cái gạo thì cũng còn tạm được, chứ cũng cũng không được đẹp lắm. Con này thì cũng dặm tốt thì cũng sơ thôi, chứ không có dặm tốt nhiều nha. 4 cái giỏ thì còn 2 cái giỏ trước thì còn 90% nha, 2 giỏ sau thì còn ở 70%. Cầu kiết hộp số này là Volvo, là cầu là ok. Volvo là cầu lớn là đẹp rồi, không hiểu bạn không, cái dòng Volvo là cầu lớn rồi. Con này cứ dặm tút lại cái dàn cầm sơ thôi, chứ còn không có dặm tút nhiều nha. Tút dàn cầm như cabo nè, lam thì cũng còn được nè. Đó, Volvo là cầu lớn nha nè. Máy móc đang nổ luôn này, đồ ra tiền luôn, máy móc bơm bọng xin chết nha. Điều hòa thì đã có lốc mà, nhưng mà không biết điều hòa còn hoạt động được không. Thì cái này phải test lại điều hòa, phải kiểm tra lại điều hòa nhé. Lốc thì còn, nhưng mà điều hòa thì còn lốc, nhưng mà kết điều hòa là không còn, nghĩa là con này là không còn điều hòa nhé. Em này không còn điều hòa. Cần là còn sơn zin không có túi kết gì hết nha. Bạc hát gạo thì còn ok nè. Mâm ha, mâm quay là bảo đảm không dịp không rơ nha. Trời ơi, con này rửa sạch sẽ lại nữa là quá đẹp luôn. Đó, 2 cái gió trước còn 90%, 2 gió sau thì còn có 70% nha. Nhớ Volvo là cầu lớn nha anh em. Volvo nè, 55 nha. Cabin thì sạch sẽ, ghế thì còn ghế nhúng ok luôn. Ghế còn ghế dinh nha, nhúng đẹp luôn. Thắng lốc số má đồ là còn đầy đủ nha. Còn dinh đầy đủ ha. Cabin này sạch sẽ đẹp đẽ luôn. Để anh em coi gì đi, còn một xíu nữa thì cái con này cũng đã đăng kiểm rồi nha anh em, đó, đăng kiểm có giấy tờ hải quan rồi, xe là xe nhập nè chứ không phải là xe dân dùng nha, cho nên đã mới đăng kiểm có hải quan rồi. Chắc phải trông cái máy lên để test cho đem coi mấy cái động tác đưa ra làm sao nha. Nó có một mình cũng căng quá, để coi thử. Rồi để chắc mình phải tìm cái chỗ tấm máy coi luôn. Tiếp tục vận động người dân
Thưa quý vị, từ đầu năm đến nay, bệnh nhân trong bệnh viện ở Nghĩa giảm so với cùng kỳ năm trước, nhưng bệnh nhân số xuất huyết đã giảm cho đột biến. Qua đó, là biết các thành phố đã phát hiện và xử lý 104 ổ dịch, tăng 60 ổ dịch so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, có 25 ca bệnh số xuất huyết được ổn định nặng, một số ca có nguy cơ tử vong cao. Bác sĩ Thái Thị Hải Yến, Phó trưởng khoa Trung tâm Y tế thành phố Nghĩa nói: Tôi đã vui với chúng tôi á, thì cái tưởng là bệnh nhân cũng có chuyện tăng rất là nhanh. Từ là một người như tôi cũng đang là bệnh tăng. Nếu mà cái tăng chân liền á, thì cái chuyện về hiện tại nhân viên á, thì chúng ta không có chuyện tốt thì rất là cao. Và đời tăng lên mạng nó trở lên. Nguyên nhân của tình trạng số ca nhiễm sốt xuất tăng cao là do những người bị bệnh sốt xuất huyết trong khi đang điều trị và chữa bệnh. Sau đó thì người bệnh sốt xuất huyết tăng cao trong các khu vực đó. Kiểm soát và điều trị bệnh sốt xuất huyết trên cùng với năm nay thì phát hiện theo chu kỳ 2 năm một lần nên số ca mắc đã tăng lên đáng kể. Bác sĩ Lê Thị Phương Thảo, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Nghệ An nói: Tình hình sốt xuất huyết và tay chân miệng ở Nghệ An thì trong năm tháng đầu năm vừa qua tôi thấy là diễn biến rất là phức tạp, số ca tăng rất nhanh. Vì quan trọng nhất là cái chu kỳ 2 năm sốt xuất huyết đã trở lại, đồng thời là bắt đầu mùa mưa năm nay sớm hơn các năm khác. Tại đây cho mấy người với phương châm không có lạc quan, không có sốt xuất huyết, thành phố sẽ tập trung huy động các lực lượng để làm vệ sinh các tuyến đường ở các khu dân cư, tiến hành phun độc khử trùng, chuẩn bị đầy đủ các thiết bị thuốc vật tư y tế để cứu chữa các trường hợp nặng và xử lý các ổ dịch kịp thời để tránh lây nhiễm, đồng thời tuyên truyền cho việc người dân nâng cao ý thức tự phòng chống. Bác sĩ Lê Thị Thu Thảo, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Nghệ An cho biết thêm: Người dân Nghĩa An phải nâng cao hơn nữa cái việc phòng chống sốt xuất huyết bằng cách là như trong năm nay, bởi vì thật ra cái công tác phòng dịch mỗi con người